Thưa quý vị các bạn, bản tin dịch Covid-19 của Bộ Y tế vào tối ngày hôm qua 26 tháng 8 cho biết có tổng cộng 11.575 ca mắc mới Covid-19, trong đó thì Bình Dương đã vượt qua thành phố Hồ Chí Minh với 4.868 ca mắc mới và trong ngày hôm qua số bệnh nhân khỏi bệnh cũng đạt kỷ lục với 18.560 trường hợp. Cụ thể tính từ 18 giờ ngày 25 tháng 8 đến 18 giờ ngày 26 tháng 8 trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.575 ca nhiễm mới, trong đó có 6 ca nhập cảnh và 11.569 ca ghi nhận trong nước, cao nhất là tại Bình Dương với 4.868 ca, Thành phố Hồ Chí Minh với 3.934 ca, Đồng Nai là 743 ca và trong ngày hôm qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước đã giảm 524 ca và đáng chú ý thành phố hồ chí minh giảm 1.360 ca song tại tỉnh bình dương lại tăng 739 ca đồng nai tăng 125 ca riêng tại khu vực phía bắc hà nội không ghi nhận ca mắc mới nào